chị muốn đến với Ori là với vị trí là một khách hàng. Sau khi nghe chị chia sẻ về cơ hội kinh doanh của Ori thì em cũng muốn thử sức mình để làm thử. Công việc hiện tại ở bên Bình Dương của em là em làm công nhân, vừa làm công nhân mà vừa thử sức với Ori. Thì em làm công nhân là làm 8 tiếng, còn làm online bên mình thì một ngày em bỏ ra khoảng 1-2 tiếng để em làm thử. Thời gian đầu đến với Ori thì công việc của em cũng chưa có được thuận lợi cho lắm, tại vì em còn công việc ở bên công ty nữa. Tháng đầu tiên, tháng thứ hai thì em cũng kiếm thêm được vài trăm ngàn cho đến 1 triệu. Đến tháng 12 năm ngoái em chốt manager 12%. Còn đến tháng 5 năm nay thì em chốt 15%. Thì mức lương 15% so với em làm ngày 2-3 tiếng em làm online thì nó cũng cao hơn so với mức lương mà em làm công nhân một ngày làm 8 tiếng. Ngày làm 8 tiếng của em mức lương là khoảng 5 triệu mấy. Thì em mới nghĩ là em thử bỏ công nhân, từ bỏ công việc công nhân thử sức với bên Oriland. Thì tháng 6 là em nghỉ việc ở bên công ty và em tập trung bên này em làm thử 15% và em đã chốt được 21%. Và cái động lực để em có thể chốt được 21% đó là lúc trước em có đi tham gia lớp học Prep do công ty mình tổ chức. Thì các anh chị huấn luyện cho em á, có nói với em là nếu mà muốn thực hiện ước mơ thì hãy viết cái ước mơ đó ra. Và em đã viết ước mơ của em là chốt 21 trước sinh nhật mẹ em. Và sinh nhật mẹ em là ngày 22 tháng 8. Wow. Và em đã thực hiện được điều đó thì em cũng rất là vui vì đã thực hiện được cái ước mơ mà mình viết ra. Giờ mơ ngôi nhà đi. Dạ, để được làm được điều đó nữa thì cái mà để mình chốt được dễ dàng đó thì công việc của mình là mình online tuyển dụng. Dạ, và em cũng hướng dẫn cho đội nhóm của em làm giống như em vậy và họ cũng làm rất là hiệu quả. Thì em thấy đây là một cái công việc rất là tốt, tự do về thời gian, tự do về tài chính và vô đây là được đẹp hơn. Nên đây thì em cũng cảm ơn đến chị bảo trợ trực tiếp của em là chị Nguyễn Hoàng Diệp Như ạ. Chị đã cho em biết đến cơ hội kinh doanh với Oriland. Em cũng cảm ơn đến bảo trợ cấp cao của em anh Nguyễn Hải, chị Châu Hiền. Và người em cảm ơn nhiều nhất là mẹ em, động lực lớn nhất của em. Mục tiêu sắp tới của em á là em sẽ chốt goal trước tháng 3. Dạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người. Rất là cảm ơn thì